Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Đấy, anh em mình bây giờ lại tiếp tục vào nhà em Giang. Và hôm nay thì này thấy tí chịu khó lùi ra vậy. Đâm đầu đây này. Không xuống được đâu. Quên bảo quay đầu ở kia. Không quay được đâu. Bây giờ em cứ đậu sát vào đây để anh cho đồ xuống đã. Giang à? Dạ, em nghe đây. Em nhờ người ra đây để chuyển máy lọc nước với lại tét nước vào nhà nhá. Vâng. Anh đến chỗ bể nước đây rồi. Vâng. Đấy, hôm nay thì anh em mình có trích cái khoản kinh phí của cô Thanh hỗ trợ cho là mua cho em Giang. Đấy, một cái máy lọc nước, một cái téc nước. Đấy, và những cái thêm cho em ấy một cái bóng điện nữa các bạn. Nhà tối lắm. Có những lần các bác xem những video của anh em mình chắc là không nhìn thấy gì đâu. Tối om tối om luôn. Vòi viếc nó để trong này xem. Máy nào còn đẹp hơn máy nhà mình. Thêm cho một bao quần áo. Lùi được ra không? Anh cho gọn này mà. Đường độc đạo. Rồi ok. Rồi chú cứ về trước. Không cần xi nhan đâu chứ. Xem cái cánh cửa kia nào. Đấy, đợt này thì nhà Giàng này anh em mình sắm cái téc một khối 2 và là téc đứng. Đấy, trong chỗ nhà em Giàng thì không nhìn thấy chỗ nào cao để mà có thể kê được cái téc. Thực ra là mua téc nằm nó vẫn hay hơn các bạn, nhưng mà bây giờ cái địa hình của nhà em Giàng nó không có chỗ nào cao để kê. Đấy, cho nó có áp lực. Đấy, vào lại còn phải đấu nữa cơ. Cái đồ đấu cái đường nước này ở kia là có khả năng là đứt tính thiếu rồi, cần một cái khóa tổng. Đấy, một cái khóa tổng, sau đó là ông kia ông lại đi núi ấy. Vâng anh. Đi đâu vậy anh? À, anh giúp Giang à? Đây, thế anh giúp em chuyển cái này. Đúng đấy. Rồi, thẳng đấy. Bây giờ giúp nó chuyển cái téc này với lại cái này.
Đấy, còn bọn em đi xe hai người là không ấy được cái gì đâu. Cả cái ôi chút nước, cả cái bao tải quần áo này nữa nhá. Vâng. Bọn anh đi bộ à? Bộ thôi. Thế thì chắc là vác được cái này đấy. Nào, anh có lên vai không em nữa xem nào. Từ 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 nhá, xem cái cửa. Thế là anh phải vác chiều này. Nào. Xem bao. Đấy, và hôm nay thì sẽ mang thêm cho nhà Giàng là một cái bao tải quần áo nữa. Bao quần áo này thì của chú Vách ở Hải Phòng có gửi cho kênh của anh em mình. Đấy, chú có dặn là cứ xem những hoàn cảnh nào mà khó khăn thì mang đi giúp đỡ thôi. Nhưng mà các bác thấy này, nhà em Giàng thì có 5 cháu nhỏ. Quần áo thì anh em mình không dở ra đâu, nhưng mà thôi cứ đưa cho gia đình, chắc là trong này chú cũng là những cái bộ quần áo cả lớn cả bé rồi. Đi đâu đi, kệ rồi, tí họ ra họ chuyển lốt này. Ây da, ây da. Đường vào Giàng sau này mà có được làm nhà mà vận chuyển vật liệu là cũng hơi vất các bạn. Đường thì nhỏ mà từ cái đoạn đường bê tông vừa xong vào nhà em Giàng nó phải có tầm mấy trăm mét luôn. Chắc là phải tầm 500 mét. Anh em quay từ ngoài vào để các bác nhìn thấy. Mà trong này cũng không phải ít hộ đâu. Trong này nguyên tròm tròm trong này cũng phải tầm gần chục hộ. 5-6-7 hộ gì đấy. Đường bé tí bé tẹo này cũng là mọi người mà để làm được cái nhà trong này này cực kỳ vất. Mày có ra, mày đỡ khiêng được không mà mày ra không còn ai à? Có người đó ra vào. Còn một cái téc nữa thôi. Còn một téc nữa, hai người khiêng. Với lại nếu mà chú này ra bảo nhờ chú cầm cho cái chân téc vào. Chứ bị như thế thì làm sao mà. Ờ. Vẫn còn đeo lủng lẳng cái túi. Dần ở đây người ta nếu mà chăng dây điện dây nước qua đường là thấp chỉ một đầu một với thôi. À, vợ này nó đâu mà nó không ra đỡ nhỉ, hãy đi làm. Ấy vâng, ok anh. Đâu nhỉ? Một tít trên kia một hộ à? 2, 3, 4 6, 7 hộ. 5 hộ à? Trên kia còn không nhỉ? Trên kia. Vâng, chị. Quét dọn rồi. Nhà nó đi đâu hết rồi? Vợ nó đâu rồi? Không có cổng.
Chipo đi. Chịu. Đấy, ông vừa rồi là nhắc nhở là phải gọn gàng cái này, là hôm nay là vào thấy có tiến bộ đấy. Giàng này nó hiểu ý rất là nhanh. Em này mà được hỗ trợ sau này anh em mình tin là sẽ phát triển. Đấy, được, có khả năng là sẽ giống hộ nhà chị Say. Đấy. Thế trước đây là cũng được nhà nước hỗ trợ dê này các bác này, hỗ trợ đến 4 5 con dê, nhưng mà do bị dịch lở mồm long móng à, chết mất 3 rồi. Còn 2 con bò thì của bà ngoại. Anh em mình chưa gặp bà ngoại của Giàng này bao giờ đâu, nhưng mà thật sự là nghe em ấy kể là nhà ngoại hỗ trợ rất là nhiều. Đấy. Hỗ trợ cho. Vâng ạ. À. Ui ôi, bé này hôm nay đẹp xinh gái thế. Vừa đi học về à? Thở kinh thế. Ngoan phết đấy. Để các đằng sau này. Có không? Chống này lên cho cao này. Để chỗ nào được? Liệu có mang được vào trong buồng được không? Ôi không lọt rồi. Không lọt, không lọt. Không lọt. Ôi trời ơi, vào trong nhà không thờ lối. Thằng này nó xây cái bể nước trong nhà là cũng còn là lịch sự rồi đấy. Nhưng mà các bác nhìn này, nước đục ngau, sợ quá. Trong nhà này cũng không để được rồi. Nếu mà đằng sau nó còn đất, bảo nó kiếm nhờ ai lấy mấy viên gạch về xây cái bệ xong lại đặt lên thôi. Thế thì phải mua thêm ống. Ống khóa. Thì ống khóa mình chưa lấy rồi. Cái đầu hũ cho nó một cái vòi xả nữa. Rồi. Ô, cái téc để được chỗ nào được? Để bên này được không? Để nhờ vào đất nhà người ta đây được không? Không thì phải xây sang bên cạnh. Họ trồng bó. Đây này, cây bông mái để đây này, đây này, nhổ về mà. Trên đấy này thì không để được rồi, nếu mà không téc một khối hai, téc đứng, mẹ để trên gác này mày biết là một khối nó là một tấn đấy, một khối hai tấn hai đấy, sập nhà đấy, nhà thì thấy gỗ rồi xà còn mục mọt hết rồi thì làm sao mà nó chịu được? Đây để tạm lên, sợ họ không cho để không thì, cho để không? Đây là vườn nhà mày đúng không? Thế thì để xem nào, hay là anh Đức trích quỹ của cô ra mua cho ít gạch ít xi xây cái chân lên. Bây giờ anh bảo này, em cứ để tạm nó lên trên cao kia, trên kia người không làm gì đâu đúng không? Để tạm lên đấy, dẫn ống về đây trước. Để hay không thì cứ phải hỏi nhá, phải hỏi người ta đồng ý thì ấy. À, cái kia không đeo nữa à? Nó sạch rồi. Nó sạch, nó không chảy ra. Cái là bỏ ra rồi. Và cái này vẫn để cái ống. Có cái đoạn bịt à? Nối đây, tháo cái cúc là được luôn. Buồn lại. Thế là bác sĩ bảo là cứ khóa vào. Đó, khóa vào. Nó từ hôm đấy mày có gọi điện cho bác sĩ không? Em chưa gọi. Mà cái nhưng mà là cái dịch là nó không ra cái túi đấy, không chảy ra nữa đâu gì. Đó, không chảy ra. Nhưng mà thi thoảng tối đến vẫn phải tháo ra nên nó đầy, nó ứ đây. Đó. Thấy vẫn tháo ra này là sợ là có hơi đẩy thì trông ra là người sẽ yếu, là mình sẽ bịt lại buộc kỹ vào cho nó. Đấy, đỡ siết lại dò hơi, sợ nó dò hơi là mình chống mặt. Thế thì cứ hỏi chỗ này nhá, đặt cạnh cái cây để tạm thôi. Để tạm lên đấy thôi, nhưng mà vẫn phải kiếm mấy viên gạch để làm cái lót. Ở đây còn nguồn nước nào nữa không? Nguồn nước chỉ là duy nhất là cái này, cái kia thôi. Trên này không còn chỗ nào. Trên này đỉnh núi rồi, lấy đâu ra nước nó dồn xuống chân rồi.
Cái đăng ý bảo là sau này mình đủ điều kiện là ý thì mình phải xây luôn cái nhạc sĩ, xong là mình kèm một phòng nhạc sĩ, một phòng nhạc tám, mình đổ nát này trên kia, xong là đặt cái tép đấu điện nước từ trên xuống là nó đấu phức tạp mà. Bao giờ làm? Khi nào đủ điều kiện? Phải chờ khi nào đi rút xong về đã. À, đi rút xong về là làm à? Chết má, bây giờ đã chống mặt cái này sức đã yếu rồi, không nghĩ được, chưa làm được. Nghĩ được, nghĩ được, nhưng mà là tức là rút xong về xong là làm luôn à? Vâng. Ai giờ lấy tiền đâu làm đấy? Túc tác kiếm dần. Túc tác kiếm dần. Ông còn tiền chữa bệnh ông còn chả lo nổi. Tính chưa chi tính là sẽ xây làm được như thế. Không có trí như thế là cũng tốt đấy. Cứ bảo là mình không làm thì cứ thế mà sau này bệnh mình cứ như vậy thôi. Làm cho nó sạch sẽ, nó an toàn. Đúng rồi. Có suy nghĩ như vậy là tốt. Anh này bê được máy lọc nước về rồi này. Về rồi. Thì em tiếp bác cứ lò là. Em anh cạn. À thế à? À hóa ra anh là anh trai ruột à? Vâng, anh trai ruột. Vâng, anh tên là gì? Anh Vừa à? Nhà anh ở đâu? Nhà đồ lúc nãy. À ngoài ngã ba đấy à? À vâng, thế anh Vừa ơi. Em nhờ anh này bây giờ. Thằng này thì nó vừa mới mổ xẻ, vừa mới phẫu thuật về, chắc chắn là nó không làm được rồi. Đấy, nếu mà là anh em thì giúp nó một tí nhá. Tí nữa cái téc về thì anh xem là hỏi ai có đất chỗ này thì để tạm, để nhờ đây một thời gian. Đấy, một thời gian thì kiếm lấy mấy viên gạch về để kê đặt nó. Kê cái chân, không là đặt vào kia là nó nún đấy. Nún là nó đổ đấy. Đổ nó hỏng nhá. Thì xong xuôi đâu đấy bọn em sẽ mua đồ vào em đấu hộ nó cái máy lọc nước. Đấy, để cho cả nhà nó dùng cho nó an toàn. An toàn. Nếu mà sợ thì cứ để đằng sau cái cây. Được, không sợ đâu. Tí được xem kiếm mấy viên gạch xong là kê đằng. Thế đợt vừa rồi có biết nó đi chữa bệnh không? Biết mà. Biết thế sao không? Anh gần đấy đi làm ở Đồng Văn. Đi cùng... Tưởng là anh hay đi. Đợt đấy là đi làm à? Phương Đông làm à? Không. Anh làm số cùng Phương Đông làm là anh thứ hai. Anh thứ hai. Nói vậy thôi thì thằng Giàng nó cũng trình bày là anh em toàn khó khăn hoặc hoàn cảnh. Rồi như vậy bây giờ về xem nào. Có mấy người ra bê tép rồi? Có bốn người cơ. Vâng. Thầy tép kia cần hai người thôi. Hai người là được rồi. Cần gì phải cáng, anh móc tay vào cái lỗ đấy là cầm đi thôi. Còn nếu không nha, lấy cái dây thừng ấy, điệu như kiểu là điệu ngang cái kia vẫn được mà. Bảo Giang nhờ người luôn cái bóng điện đi cho sáng nhà xem nào. Em chưa mua được bóng điện. Đây, mua đây rồi. À mua cho mày luôn rồi. Nhà tối rồi. Đã tối lại còn khói nữa. Khói 7 watt. Thay bóng điện, nhà này lắp điện là rất là nhàn luôn. Nhà nó thất đẹp này. Rồi. Úi. Ui dùng. Sáng to luôn. Cái này là rồi. Trước em mua hầu như mà mấy watt sao nó sáng bé quá. 5 watt hay 7 watt. Này là... Không có ghi ở đây. Cái này chắc 7 watt. Sợ thật, như này thì nếu mà đây nhà nó có mỗi hai một cái bóng này, trong này cái nữa đúng không? Đúng, hai cái 7W thì không biết là một tháng hết mấy nghìn tiền điện, bao tiền điện? Hết 80.000. 80.000 hai bóng con nó hết 80.000 cơ à? 80.000 một tháng. Xem tivi đấy. Tivi còn chạy được không? Bây giờ hỏng rồi. Lại hỏng. Trước đây không hỏng là một tháng 80.000, bây giờ là tháng 67.000. Tivi hai hãng nhá, trên là Samsung nhá, dưới là Toshiba. Lấy đi sửa rồi, chúng nó gì ấy. Lấy đi sửa cái chủ quá nhá. Đây, cái cây này thì mục hết rồi mà ông bảo là cho cái téc lên đây. Ê, đúng là hại cả nhà. Nhiều vụ đấy, nhiều vụ đổ téc, lật téc rồi, rơi chết người đấy. Em chưa nghĩ ra là anh bảo thế là đúng vậy rồi.
Vì là một khối nước của nó tương đương với 1 tấn đấy, mà cái kia là một khối 2, bơm đầy là 1 tấn 2 đấy, không chịu được đâu. Đấy, nên anh vừa hộ nó cái kia nhá. Cố gắng hộ trong chiều nay cho nó xong để mai bọn em vào. Không là tí nữa làm đi. Đấy, bọn em rảnh một là chiều chiều tối hoặc là trưa trưa mai bọn em tranh thủ chạy vào. Đấy, bọn em cũng không bỏ ngày bỏ buổi mà đi để mà làm được cả một ngày đâu. Nên là mọi người gia đình phải cố gắng mà anh em mà có ở nhà thì bảo anh em giúp cái đấy cho nhá. Nhưng mà kê là phải đảm bảo chắc chắn đấy. Đấy, vì là cái téc cái téc đứng này nó chỉ hơi nghiêng cái là nó đổ uỳnh xuống đấy là móp hết nữa. Kê một viên gạch thôi. Đào cho nó bằng. Đào cho nó bằng nó kê. Xong là kê. Đúng rồi. Đây. Máy lọc nước còn xịn hơn máy nhà anh nhá. Aqua. Đây các bạn, nhìn bây giờ đẹp nhỉ. Đấy. Đấy. Phụ kiện các thứ là tất ở trong này đây. Thế hệ mới bây giờ sản xuất đẹp. Nước uống kia hết rồi à? Sao không gọi nữa đi? Vào qua. Thế mày đi. Hết cái đấy là mày lại quay ra uống nước kia luôn à? Vừa nãy đổ vào cái siêu lên đồ kia ra bán đẻ. Thế thì gọi luôn đi. Gọi luôn đi, không lấy nước đâu. Bác sĩ đã bảo tuyệt đối không được dùng nước linh tinh rồi mà. Sau vào anh mua cho một cái à đây, thêm một cái dự phòng. Mua cho một cái ấm đun nước siêu tốc nữa. Nõi khoáng. Ô bây giờ là cái này 4 củ cơ à? 5 củ. 4 là 7 củ ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 củ. Mua một cái ấm siêu tốc để cho đun nước đỡ phải oi khói rất là. Có phích không? Nào phích không? Phích chưa mua. Chưa có. Mua một cái ấm siêu tốc với một cái phích nữa. Anh Công ngồi ngồi tí anh Công. Ừ. Ăn làm nấu cơm ạ. Chờ đắt con như vậy. Có canh gì ăn không? À đây đun bông má đề đây à? Em đun cả rau ngô với bông má đề. Chịu khó đun mà uống. Rau ngô. Đúng rồi. Rau ngô nếp. Chứng tỏ thằng này cũng hiểu biết. Khớ khớ đấy nhỉ, nghiên cứu ấy nhỉ. Thì cái túi ngoài này nhà nó đọc thải nó ra sạch sẽ rồi, nhưng mà trong bạc qua là nó bây giờ uống cái má đề này để kíp để đái nhiều lợi tiểu và đái nhiều, nhưng mà bây giờ đái màu cũng hơi hồng, nó chưa được sạch mấy. Chắc phải là mấy hôm đi rút xong rồi là kèm được thuốc tiếp cho nó mới sạch được. Đấy, hôm nay là người khỏe ăn luôn mà nó sẽ không như cái hôm mới vào. Cái hôm mới ra viện là kiểu như có lúc thì cho chó mát đấy. Chơi chơi. Anh à? Ơi chưa chưa. Nhạc chờ. Nhạc chờ làm. Anh Hà. Anh ấy chở hộ em một bình nước AB vào trong này đi, em là em già mà, mở máy anh vừa gọi cho anh mà. À thế à, chị gọi nhạc không? Mà em không được số điện thoại chị mà. À thế thì em nhờ anh gọi chị hồi em chở một bình xăng đây nhé. Thôi được rồi, để tí nữa bọn anh về bọn anh bảo nó cho. Tí bọn anh về qua đấy thì anh bảo nó cho. Chở bình nữa. Nếu mà chở 2 bình đi. À, lại. Một bình là nó ăn thoải mái rồi. Thì mai có cái này thì là chả phải dùng đến nữa, chả phải mua nữa rồi. Nói chung là mình mua cả một bình với lại nước nhé thì tầm 65.000 một bình. Cả bình cả vỏ. Bình đi đổi là 15.000 một bình. Ừ. 15. Có nào? Ô, cảm ơn. Không, em không hút. À, về tới đây à. Sáng tạo đồ bây giờ đồ xịn hết. Ô, để đấy được rồi. Ô, thanh niên đi sau không cầm cái chân à?
Thôi anh em không giúp được ấy thì giúp công vậy. Cái này là nước chứa một trăm lít lơ. Vừa nãy anh bảo là bao nhiêu nhỉ? Khối 2. Khối 2 1200 lít. À anh chưa? Mang đi luôn à? Đấy. Ở nhà chơi à? Ở tôi hay ở bên nhà. Có tết nào ăn là tiền. Để đấy được thì không để chỗ này cũng được, miễn là không vướng vào ngô chẳng được, để tạm thôi. Nhưng mà phải nhờ mới có cái lực nó chảy xuống dưới nhà. Trên này thì nó dốc một tí, cao hơn một chút. Chỗ này xuống nhà là cũng chênh nhau đúng đáy téc. Vườn của cô này à? Thế cho để nhờ chịu gốc cây kia được không? Đây này. Để vào cái chỗ có gần đá này này thì không vướng víu vào cây gì. Đấy. Để tụt lui vào trong anh nha, đừng để đây là nó nở đất đấy. Và xử lý luôn à anh? Vâng. Kê đi xong là chuyển. Giàng đâu nhỉ? Cái đường ống dây nước nó có lên tới đây được không? Giang ơi, cái đường ống dẫn nước từ máy bơm dưới kia là có đủ lên tới đấy không? Đủ. Anh nhìn thấy trên mái nhà còn một đoạn ống dây nước nữa đây. Làm gì, định làm gì? Hả? Là bê gạch á. Đúng rồi, đây có mấy viên gạch cũ. Ui giời, nhém ra đằng cái vũng nước kìa. Ba viên thôi. Ở đấy có 2 viên hay 3 viên à? Có thấy được không? 3 viên nha em nha. Đấy đây, kê bỏ cái ấy ở kia ra. Đấy, bỏ cái chậu đây ra. Cái chỗ trồng cái cây đây. Ôi Giang. Giang mày làm sao mày bốc ra? Không làm được đâu. Cố pha lại công cốc. Đúng rồi. Cái ống dây dẫn nước là đủ chiều dài để lên được tới cái téc gì? Thì bọn anh đỡ phải mua. Chỉ mua đường ống chạy xuống đây thôi. Cái vòi này thì kệ này. Vòi này thôi, vẫn cứ dùng ở cái bể này, vẫn cứ dùng. Chủ yếu là cái téc kia phục vụ cho cái máy nọc này thôi. Máy nọc sau này để ngoài này đi. Để vị trí này đi. Để đây. Gần ổ điện luôn này. Đúng không? Đấy, gần ổ điện này luôn. Còn cái đường xem nào. Còn đường nước thải nữa cơ. Chạy dưới chân cho ra đằng kia. À nước thải này nó bơm nhỉ? Vâng. Nó bơm. Thải là lúc lọc vào là nó sẽ bơm ra ngoài luôn. Cho nó chảy luôn vào kia. Cho chảy bố vào đây này. À. Chảy vào đâu? Chảy vào cái bể này này. Bể này để dùng nước
chỉ là nước rửa ráy tắm giặt thôi, tận dụng đi, nước thì hiếm. Cái nước thải kia, cái nước mà nó đẩy ra ngoài kia nó cũng nhiều lắm. Anh thấy nhà chú ở dưới kia, bà đúng cũng rồi, tận dụng cái nước đấy. Tận dụng nước đấy để dụng nhà vệ sinh mà. Đấy. Nước đấy thì thôi cứ cho thả vào cái bể này nhỉ. Bể này là sẽ không chỉ để rửa thôi nhé. Rửa chân tay. Sau này ăn uống là, đấy, dùng là phải dùng cái nước này hết. Vâng, dùng vào nước lọc, nấu ăn. Nấu ăn, đấy, nước kia để rửa ráy tắm rửa thôi, rửa ráy tắm nước giặt thôi. Nước vào đây vẫn phải đun sôi. Vâng. Thì mới được uống. Vâng. Đã bệnh tật rồi thì thôi cứ chắc ăn, cứ đun sôi để nguội mà uống. Đâu cái này thì bọn anh bảo thì để giữ cho em thôi. Em giữ tốt thì em có sức khỏe thôi, chứ còn em không giữ thì tùa sớm thôi, đúng không? Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Còn một cái thứ này nữa. Đây có một bao tải quần áo này. Đấy, thấy nhà mày đông con nè. Có chú Nguyễn Văn Vách nhá. Ở dưới Hải Phòng. Đấy là chú gửi lên thì chú bảo là chia cho nhà nào còn hoàn cảnh là còn khó khăn. Thấy nhà mày đông con mà thấy bọn trẻ con thì mặc cũng thấy cũng bẩn quá. Chắc là thiếu quần áo đúng không? Thì trong này anh chưa dở ra đâu. Chắc là nó cả quần áo người lớn, cả quần áo trẻ con thì thôi. Chia ra thôi. Cái bộ nào vừa thì mặc, còn bộ nào mà không vừa thì xem hàng xóm quanh đây ai có mặc vừa thì cho người ta nhá. Đừng có được vứt đi nhá. Quần áo thì quần áo cũ thôi, nhưng mà các cô các chú gửi cho là các cô các chú mất tiền đấy. Mất tiền gửi lên cho mình ấy, xong lại anh lại mất công anh trở vào nhá. Vứt đi là phụ tấm lòng của mọi người. Mọi người đã rất là quý rồi. Nhá. Đấy. Có muốn cảm ơn chú Vách không? Vâng, có. Em cảm ơn chú Vách rất là nhiều. Thưa em. Khói quá. Thưa cả quần áo. Rồi phục vụ. Mình đưa cho con cái được mà. Thế là cảm ơn. Có điện thoại đẹp thế. Chú mượn tí nào. Có người yêu chưa? Chưa. Bao tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi rồi cơ à? 10 tuổi mà chưa có người yêu, điêu. Thấy bọn nó ngoài kia 9 tuổi bọn nó đã có rồi. Có bạn gái không? Chưa. Có bạn gái nào xinh xinh giới thiệu chú bạn nhá. Lấy gì dở? Dở ra xem là có bộ nào vừa vừa cho xem trẻ con đâu rồi. Đấy, cái gì đây cắt này. Chú Vách có gửi cho anh em mình 3 tải. Đấy. Nhưng mà cứ trước mắt là cứ cho ràng 5 con một bao đã các bạn. Chú là ở Hải Phòng. Trước đây thì chú cũng rất là quan tâm đến kênh của anh em mình. Thời điểm mà đi giúp đỡ nhà lúa, thời điểm mà đi vào nhà anh Hờ ấy. Và anh em mình cũng có lần đấy là chú xin cây thuốc của anh Hờ ấy, là anh em cũng có gửi cho chú một lần. Và đợt này ngoài những món quà này còn có một cái món quà rất giá trị cơ, nhưng cái đó thì dành cho trường hợp khác thì anh em mình sẽ thông báo sau. Em chào chị, 34 tuổi. Quần áo đây. Đấy, quần áo cho nhà Giàng. Đấy, nhà Giàng nếu mà Giàng có ai ở quanh đây thiếu thì Giàng cho thì cho nhá. Đấy. Nhiều lắm. Xem các con mà thế nào thì mà. Đây. Có cả người lớn cả trẻ con. Cho lên xong được anh? Xong rồi. Được chưa? Xong rồi. Gì? Đặt kê cả tem lên chưa? Ok mọi người. Muộn phết rồi các bạn. Đói rồi đấy. Này,
kê không cẩn thận đổ phát là công cốc luôn ấy. Chắc anh em vẫn phải kê lại, sau này kê phải nó vào đúng giữa viên gạch cơ. Mấy hôm nay đây phải kê vào đúng giữa đây, đây nó đúng vào cái lỗ này, nặng lắm, tấn hơn tấn đấy. Kệ đã, anh em vào đấu thì sẽ kê lại. Với lại nó mà trước mắt tạm thời thì bảo rằng nó làm nửa tép thôi, để dùng nguyên cái máy lọc thôi mà. Cứ bơm nửa tép một thôi cho nó an toàn. Sau xử lý tiếp. Giang ơi nếu mà, à thôi, cái này để okay, nhắc sau được. Nhắc. Này sẽ là mất một cây ống, hai cây ống, ba cây ống. Vẫn phải có thông áp, không thông áp không chảy được. Đấy. Dùng một ấy thôi, một loại ống thôi nhỉ. Kia cô dịu cô cho cái ấy này rồi đúng không? Cho gen này rồi đúng không? Cho gen rồi. Chiều thì mày chủ động kéo cái đường dây dây mà bơm nước vào lên đây nhá. Vâng, nhờ các anh. Em chưa làm được đâu. Việc nhẹ thì làm mà việc nặng thì nhờ mọi người. Đấy, bảo anh em là bây giờ thôi. Anh em trong nhà không giúp được tiền thì giúp sức vậy, tranh thủ thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Không có gì nhiều đâu mà. Có gì đâu, kéo cái ống 15 phút thôi. Bơm được ống vào đây xong là ngày mai kia làm. Vợ ở đi đâu rồi? Vợ giúp bà ngoại trồng ngô. Vâng. Vợ về thì bảo vợ kéo lên cũng được. Vâng. Mấy hôm bà ngoại nó tận bản vàng à? Vâng, bản vàng. Thế vợ, thế không có xe máy thì đi kiểu gì? Bà ngoại lại có cho người vào đó à? Tối mà em cởi đưa về. Mà anh bảo này. Vâng. Cái này nhìn ghê quá này. Vâng. Nha. Tốt nhất là vợ về, mày thì mày không làm được rồi đúng không? Vâng. Đừng có sờ vào những cái bẩn này. Bảo vợ, đây này, đào một cái rãnh cho nó, xong là ra kia đào một cái hố. Đấy, cho nó chảy xuống cái hố. Vâng. Nhìn ghê quá. Trước đây em dự kiến là lắc cái ống này vào, nhưng mà không có xi măng để đắp vào cái kia. À, kia yeah. Cái ống thải này vào đấy, xi măng mà nó chui ra ngoài. Nói là có bệnh là không làm được. À, trước là cũng tính để mà lắp rồi đúng không? Và cái đường ống này xi môi trường yên minh lên. Cũng tính là sau này khỏe thì xây nhà tắm, nhà vệ sinh nhỉ. Nhưng mà cái đấy mới là cái quan trọng đấy. Cái nhà cũng quan trọng, nhưng mà cái khu mà để phục vụ mình có bệnh thật rồi mình nghĩ được cũng không làm được. Cũng khó khăn. Đi lại là ngon lành, không đau đớn gì đâu đúng không? Không đau đớn rồi, chẳng qua là nó hơi với mát cái đường này. Thì thế là nó hơi. Còn nữa đi rút rồi. Đấy. Thế hầu như hôm nay tuần thì được à, còn mà mấy ngày thôi. Về hôm nay được à, về 5 ngày rồi. Thế còn ở trong này, ở đây những hộ này. Cái này không rút được đâu. Không phải anh em à? Có phải nhưng mà không có thể ra. Nhà anh em trong làng này làm cái. Mấy anh em này rảnh hơn à? Từ hôm đưa tiền đấy mày không mua thức ăn cho trẻ con à? Có mua thức ăn cho trẻ con. Có mua thức ăn cho. Chợ thì ở xa, đi chợ thì xa, có phải đi xe đâu, đi bộ thôi thì. Nhờ cái chị xinh gái này, chị dâu này ăn nói rõ hai. Chị đi bộ thôi, chị không có xe. Xe đâu? Thế trưa nay cho bọn trẻ con ăn cơm không à? Ôi dồi ôi. Sướng đây đã ba cái chỗ anh mì thịt nữa. Còn thì bà vợ lấy mấy về, nhưng mà vừa nãy vừa cũng thiệt cho vợ. À đúng rồi, vợ đi làm đằng qua đằng đấy mà. Anh mì bà Hưng Vinh Hà là có lúc nó bán không hết, nó để trong tủ lạnh thì đi mua cũng được mà. Trước đây vừa. Nếu mà sáng ấy, sáng mà vợ mà đi ấy, thì bảo tranh thủ đi qua chỗ nhà ba đấy mua luôn thịt tươi. Vâng. Xong là gửi. Nó không có quan niệm là thịt tươi hay thịt gì cả, thịt gì cũng được.
Đấy, đông lạnh càng tốt cho càng rẻ. Như vậy thôi nhưng mà ăn vào nó không được đảm bảo. Nó không đảm bảo mấy. Không đảm bảo à? Nhưng mà nó rẻ mà. Rẻ nhưng mà nó bụng là được, đúng không? Sức khỏe không tốt. Không tốt thì sao trong này vẫn thích ăn gà đông lạnh này? Gà thì thích ăn gà tươi, không thích ăn gà đấy. Nghe sao em đi làm thấy mấy nhà này toàn thấy thích ăn gà đấy chứ. Thôi như vậy là ok rồi nhá. Đấy, anh em mình tiện chuyến để vận chuyển vào những cái này vào trước. Đấy, để cũng phải sau này là thực tế. Bác vừa bắt quả tang nhá. Con cún lớn là lấy cái múc nước uống trong bể luôn đấy nhá. Con em phải bảo con đi nhá. Nó không còn nước đây. Kia vẫn còn một ít cơ. Không được uống nước ở trong bể nữa đâu con nhá. Nó nói chung chị hãy để con đây sau này là mình tưởng dụng cái đường dây này đó cắm được vào đây nhá anh. Dây điện ủ cắm thì anh mua rồi. Cứ ok đi, những cái đấy anh khác xử lý cho, mày cũng chả biết được đâu. Đấy, thế nhưng mà thôi đã hỗ trợ gia đình nhà em rồi thì vừa phần hỗ trợ về những cái gì mà nhà hảo tâm gửi gắm thì bọn anh sẽ mua, sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà em thấy là cũng hiểu biết thì phải bảo các con ấy, rèn tính cho các con nhá. Đấy, ăn chín uống sôi. Không được múc nước như vừa xong là múc nước luôn ở trong bể nó uống. Biết là bây giờ nếu trong bụng nó mà tẩy run là đầy run. Nha. Rồi thì ăn ở làm sao cho sạch sẽ tí. Bảo con cái nó lớn rồi, nó biết làm rồi, bảo nó quét dọn đi nhá. Quần áo các thứ gọn gàng vào nhá. Đấy, thấy lần trước nhắc thì cũng gọn gọn được một tí rồi đấy, nhưng mà thôi mỗi ngày phải cố một tí. Nha. Ok, được rồi. Anh em mình xin tạm dừng video lại đây các bạn ạ. Xin hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào.